Ví dụ 1 của thầy, thực hiện phép tính nào. Câu A. Đây các em nhìn đi nhá. Đây là ví dụ 1 của thầy này. Và đây là câu A. Câu A thầy yêu cầu em thực hiện phép tính là 12 nhân 4 thầy trừ cho 24 chia 4 và thầy cộng với 12. Thì các em chú ý này. Thứ nhất, chúng ta có nhận xét như sau. Đây là một biểu thức không có dấu ngoặc. Đây này, không có dấu ngoặc, không có lũy thừa. Đúng không? Cho nên nó chỉ có nhân chia và cộng trừ. Cho nên là vì nó chỉ có nhân chia và cộng trừ cho nên chúng ta sẽ thực hiện là nhân chia trước sau đến cộng trừ và chúng ta chỉ làm từ trái sang phải thôi. Em hiểu chưa? Đó, vậy chúng ta làm như sau. Đầu chúng ta sẽ thực hiện các phép tính nhân chia trước nhá. Nào, thì có là 12 bằng là 12 nhân 4 là 48, từ trái qua phải này trừ này, 24 chia 4 có thể được 6. Thì cộng này 12. Sau đó chúng ta là còn trừ với cộng thì thực hiện từ trái qua phải thôi. 48 trừ cho 6 là bằng 42 này. 42 có thể cộng với 12 này. Và đây có thể bằng 54. Ok chưa? Đó, rất đơn giản để các em làm được câu A thôi. Nào, ở ý B của thầy là như sau. Ý B của thầy là 4 bình nhân 2 trừ cho 36 chia cho 3 bình.